Xin chào các bạn, mình là Hoàng Anh, mình đến từ Celtic Studio. Hôm nay mình sẽ làm một cái video giới thiệu với các bạn một cái phương pháp để rút ngắn thời gian render. Chúng ta sẽ chỉ mất cỡ khoảng tầm 5 phút cho đến 10 phút để render xong một cái bức ảnh ở cái khổ nó cũng khá là lớn. Như ở đây mình đang có một bức ảnh này được render ở khổ là khoảng 3.000 nhân với cả 2.250 gì đó. Thì cái khổ này cũng khá là lớn rồi. Thì cái bức này thời gian render nó rất là nhanh. Thì các bạn theo dõi cái này nhé. Đầu tiên thì các bạn thấy là đây mình có hai cái ảnh, đây là bức thứ nhất, đây là bức thứ hai. Thì các bạn thử đoán xem là giữa hai bức ảnh này nó khác nhau ở điểm gì ạ? Thì cái bức thứ nhất này mình render thời gian là hết 2 giờ 6 phút khoảng đó. Còn bức thứ hai là bức này thì mình render hết có 6 phút thôi. Thì nếu mà ở đây khi mà các bạn nhìn hai bức này như này thì mình nghĩ rằng với quan điểm cá nhân ấy, thì mình nghĩ là hai bức này nó không khác nhau quá nhiều. Thì cái điểm khác biệt của nó là như thế nào? Đây, đây là cái kết quả sau khi mình render ra này. Thì khi mà chúng ta để hai bức ở cạnh nhau á, thì mình mới may ra có thể phát hiện được cái điểm khác nhau. Chứ còn nếu mà xem như vừa rồi thì mình nghĩ là khó có ai có thể phát hiện ra được điểm khác nhau giữa chúng. Ở đây các bạn thấy đây cái thời gian render của mình này là 2 giờ 6 phút, bức thứ hai là 6 phút 54 giây. Cái cấu hình máy tính mình dùng là i7-8700 và 16GB RAM. Thì mình nghĩ là cái cấu hình đấy nó hiện tại nó cũng là một cái cấu hình khá là trung bình đối với các bạn làm 3D thôi. Thì ở đây khi mà mình zoom 100% với bức ảnh thì khi mà chúng ta kéo qua kéo lại để so sánh ấy, các bạn sẽ thấy là cái bức ở bên tay trái thì nó là bức gen khoảng 2 giờ, còn bức bên tay phải là gen hết khoảng 6 phút. Thì cái chất lượng nó rất là khác nhau, ở đặc biệt ở những chi tiết nhỏ như thế này, hoặc là những cái phần như là cái ghế này, các bạn thấy là chi tiết cái chất lượng nó khá là khác biệt. Còn nếu mà nhìn tổng thể về ánh sáng và vật liệu cũng như là các cái phần, các mảng lớn, ví dụ như những mảng gỗ này chẳng hạn, hoặc là mảng bê tông, thì nó gần như là không có cái sự khác biệt, chỉ ở những chi tiết nhỏ thôi thì chúng ta mới phát hiện ra được cái điều đó. Thì mình nghĩ là cái chất lượng này nó cũng khá là ok đối với khi mà chúng ta muốn tối ưu hóa được cái thời gian render so với cả cái chất lượng mà chúng ta nhận được. Và nó rất là phù hợp khi mà các bạn chạy lụt. Giả sử bây giờ là 10 giờ đêm và sáng mai là 8 giờ sáng, các bạn cần phải nộp cho khách khoảng 20 view hoặc là nộp cho sếp khoảng 10 view. Thì các bạn thấy là mỗi view mà các bạn render với thời gian khoảng 2 tiếng ấy, như vậy thì chúng ta sẽ không đủ thời gian render rồi. Còn nếu mà mỗi view mà chúng ta mà render hết 6 phút thôi thì nó cực kỳ nhẹ nhàng. Thậm chí là các bạn chỉ cần ngồi khoảng tiếng là các bạn đã render chục view được rất là dễ. Thì cái phương pháp này nó có tên là phương pháp chỉnh sửa setting trong V-Ray. Nó có rất nhiều phương pháp để rút ngắn thời gian render mà khiến cho cái chất lượng ảnh vẫn không bị suy giảm quá nhiều. Thì ở đây trong cái video này mình sẽ giới thiệu với các bạn cái phương pháp gọi là cơ bản nhất, dễ làm nhất và nhanh nhất. Đó là chúng ta chỉnh các cái thông số trong bảng V-Ray setting. Thì ở đây mình sẽ làm thử cho các bạn xem nhé. Tuy nhiên là cái video này là video quảng cáo để bán cái phương pháp này, nên là mình sẽ che cái phần này đi bằng một cái ảnh quảng cáo khác. Hy vọng là các bạn không phiền. Đây mình sẽ đang làm như thế này. Rồi ok, mình làm xong rồi. Bây giờ mình sẽ đóng cái bảng setting này lại và tắt cái ảnh quảng cáo này đi. Thì các bạn thấy là các cái thông số mà mình vừa chỉnh ấy, nó rất là nhanh đúng không ạ? Nó chỉ khoảng 10 giây thôi. Thì như vậy là xong rồi. Thì đảm bảo là các bạn đang render từ 2 tiếng 6 phút. Đây là mình để setting ở mức độ mặc định nhé. Cho đến khi mà các bạn render ra cái ảnh này, nó chỉ mất khoảng tầm 10 giây để các bạn chỉnh setting thôi. Cái phương pháp này hiện tại thì mình đang bán với giá là 300.000. Với 300.000 các bạn sẽ nhận được cái gì? Các bạn sẽ nhận được thứ nhất là một video dài khoảng 5 phút nói về phương pháp này. Thực ra thì các cái bước chúng ta chỉnh ấy, nó chỉ mất khoảng 10 giây thôi. Nhưng trong video đó thì mình sẽ phải giải thích và giới thiệu các thứ linh tinh, thì nó sẽ mất khoảng tầm 5 phút, mình hy vọng là không quá dài. Cái thứ hai các bạn sẽ nhận được đó là mình sẽ tặng các bạn một cái video như sau. Đó là video hướng dẫn tất cả các thông số trong bảng setting của V-Ray. Thì cái video này các bạn có thể sử dụng cho phiên bản V-Ray từ 3.4, 3.6 cho đến V-Ray 4.0, thậm chí các phiên bản về sau nữa, tại vì setting này nó giống nhau thôi. Cái video này có thời lượng thực tế là 3 giờ 30 phút khoảng vậy, chắc là 3 giờ 40 phút gì đó. Và cái giá hiện tại đang bán ấy, mình mới tăng giá, nó không phải 200.000 đâu, giá hiện tại đang là 300.000. Nó giống như là mua một tặng một vậy. Thì để mà đăng ký cái này thì các bạn đơn giản là chỉ cần chuyển khoản cho mình theo số tài khoản này. Mình sẽ copy số tài khoản này trong cái phần caption của video này, các bạn có thể copy cái phần đó.
Sau khi gửi cho mình sự chuyển khoản xong thì các bạn nhắn tin cho mình qua Facebook, địa chỉ Facebook của mình tên là Hoàng Anh luôn. Đây, thì các bạn nhắn tin cho mình là xong. Thì khi mà chuyển khoản các bạn vui lòng ghi giúp mình cái số điện thoại của các bạn và cái tên Facebook của các bạn mà các bạn đang sử dụng, và các bạn nhắn tin cho mình qua cái Facebook này. Vậy là xong thôi. Thực ra thì cái video này ấy, nó chính là cái phần chỉnh setting, nên là nói một cách đúng đắn thì đó là sau khi các bạn xem xong cái video setting này này thì các bạn sẽ biết cách làm chủ tất cả các thông số setting trong V-Ray và có thể tùy chỉnh được thời gian render một cách tốt nhất. Tuy nhiên có một cái thực tế là thường thì do cái video này nó dài quá và kiến thức nó chứa nhiều quá nên là các bạn không không để ý đến phần đó. Thì thực ra cái video mà mình làm 5 phút ấy, thì nó chính là cái phần gọi là tóm tắt lại cái phương pháp này thôi, chứ nó cũng không phải là một cái gì đấy mới hay là ghê gớm. Chính vì thế nên là cái phương pháp này thì nó rất là dễ làm, thì hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho các bạn trong công việc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong các video lần sau.